Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài số 7, trang phục trong đời sống. Nhìn sau khi học xong bài này, các em sẽ thứ nhất là nhận biết được vai trò và sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống. Thứ hai, nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng trong may trang phục. Nhìn trang phục có nghĩa như thế nào đối với đời sống con người? Nhìn trang phục thường được may bằng vải. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học khác nhau như thế nào? Thứ nhất là vai trò của trang phục. Như trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng đi kèm như giày, thắt lưng, tất, khăn quàng, mũ. Trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất như hình 7.1. Trong cái hình 7.1 này gồm có áo, này, quần, này, bất nịch, này, giày. Trong đó quần áo là quan trọng nhất. Trang phục có vai trò là che chở bảo vệ con người khỏi một số tác động có hại của thời tiết môi trường. Đồng thời trang phục có phần tôn vinh vẻ đẹp của con người mặc nhờ sự lựa chọn trang phục phù hợp với đặc điểm cơ thể, hoàn cảnh sử dụng. Qua trang phục còn có thể biết được một số thông tin cơ bản về người mặc như sở thích và nghề nghiệp. Câu số 1, chúng ta hãy lựa chọn các vật dụng sau đây. Nó là trang phục A, B, C, D, I, G, H và I. Như những vật dụng là trang phục là A là cái mũ, C là giày, I là áo, G là kẹp sách, I là khăn quàng cố. Chương 1 khám phá. Hãy quan sát hình 7.2 và cho biết các nhân vật trong hình được sử dụng trang phục gì và nêu vai trò của trang phục đó. Phần thứ là liên hệ thực tiễn và kể tên một số nghề cần trang phục đặc biệt. Những bộ trang phục đó được sử dụng với vai trò gì? Trong hình 7.2 này, trang phục trong đời sống gồm có là trang phục của chú bảo vệ nè, cô giáo nè, trang phục cô giáo nè, trang phục của học sinh nè, sinh nam và sinh nữ nè, trang phục thầy giáo và một số loại trang phục khác, trang phục của các diễn viên, các nghệ sĩ, các người mẫu, vân vân. Đây là một số loại trang phục. Như trang phục rất đa dạng và phong phú, có thể phân loại như sau. Có thể chia thành 4 nhóm trang phục, 4 loại. Thứ nhất theo giới tính. Theo tính thì bao gồm là trang phục nam, trang phục nữ. Theo lứa tuổi thì gồm có trang phục trẻ em, trang phục thanh niên, trang phục trung niên, trang phục người cao tuổi. Theo thời tiết là trang phục mùa đông, trang phục mùa lạnh và trang phục mùa nắng. Theo công dụng là trang phục mặc thường ngày, trang phục lễ hội, trang phục thể thao, trang phục bảo hộ lao động, trang phục biểu diễn nghệ thuật và trang phục vật lót, vân vân. Câu hai là ghép thông tin cột A với thông tin cột B để chỉ ra được tiêu chí phân loại trang phục. Như A, một là trang phục trẻ em, 2 trang phục thể thao, 3 trang phục nam, 4 trang phục mùa nắng. Cột B là A, trang phục A là theo công dụng, B là theo thời tiết, C là theo lứa tuổi, D là theo giới tính. Và đáp án câu 2 là một với C. Một với C có nghĩa là trang phục trẻ em á thì thuộc nhóm trang phục lứa tuổi. 2A là trang phục thể thao này thì thuộc nhóm trang phục công dụng. 3D trang phục nam nó thuộc nhóm trang phục giới tính. 4B tức là trang phục mùa nắng thuộc nhóm trang phục thời tiết. Số 3, sử dụng các cụm từ và gọi tên mô tả vai trò chính của những trang phục tương ứng trong hình 7.1. Đây là hình 7.1. Những bộ trang phục những nội dung như là đồng phục của lính cứu hỏa, áo dài, áo mưa, áo khoác, giữ ấm cho người mặc, bảo vệ người mặc không bị ướt, làm đẹp cho người mặc, bảo vệ người mặc khỏi nhiệt độ cao và khói bụi. Như trong hình 7.1 cũng có là các hình như là A này, B này, hình C này, hình D này. Tên gọi của hình A là trang phục gì, B này, hình C, hình D và vai trò của trang phục này. Trang phục của A là có chức năng gì, vai trò gì, B,
CD, vân vân. Vậy đáp án sẽ là hiện A, là chữ áo mưa. Vai trò là bảo vệ con người mặc không bị ướt. Nhìn B, đó là đồng phục của lính cứu hỏa. Vai trò là bảo vệ người mặc khỏi nhiệt độ cao và khói bụi. Hình C, đây là chiếc áo khoác. Vai trò là giữ ấm cho người mặc. Hình D, đây là áo dài, làm cho người mặc đẹp. Câu số 7, loại trang phục màu các bác sĩ thường mặc khi làm việc có tên là gì? Và nêu vai trò chính của trang phục đó. Như các bác sĩ thường mặc là áo blue có màu trắng hoặc màu xanh khi làm việc. Vai trò chính của trang phục là chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và các loại nhiễm trùng khác, giúp bảo vệ cơ thể của các bác sĩ và các bệnh nhân. Ngoài ra, áo màu xanh còn giúp cho bác sĩ giảm bớt áp lực cho đôi mắt, tránh việc bị chói khi phẫu thuật. Như các bác sĩ và dược sĩ thì mặc áo màu trắng. Các bác sĩ phẫu thuật gây mê hồi sức thì màu xanh như thế này. Và các bác sĩ điều dưỡng thì mặc màu xanh này. Câu số 8. Học sinh sẽ lựa chọn vải mà mình thích hợp nhất, tùy thuộc vào đặc điểm của cái tính của mỗi loại vải. Thì chương 1 luyện tập. Quan sát hình 7.4 và phân nhóm các trang phục theo tiêu chí đã phân loại ở hình 7.3. Có nghĩa là gồm có 4 loại trang phục. Là nhất là trang phục theo giới tính, thứ là theo lứa tuổi, thứ ba là theo công dụng, thứ tư là theo thời tiết. Như đây có các bộ trang phục như thế này. Chúng ta hãy phân loại nó theo 4 nhóm như trên. Các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Phần thứ ba là đặc điểm của trang phục. Đặc điểm của trang phục căn cứ vào các lựa chọn sử dụng và bảo quản trang phục. Gồm có đặc điểm như sau. Thứ nhất là chất liệu. Chất liệu là thành phần cơ bản để nó tạo nên trang phục. Chất liệu may trang phục đa dạng, có sự khác biệt về độ bền, độ dày mỏng, độ nhào và độ hút ẩm. Đặc điểm thứ hai là kiểu dáng. Là hình dáng bên bề ngoài của trang phục thể hiện tính thẩm mỹ, tính đa dạng của trang các trang phục. Điểm thứ ba là màu sắc, là yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp của trang phục. Trang phục có thể sử dụng một màu sắc hoặc phối hợp nhiều màu với nhau. Điểm thứ tư là đường nét và họa tiết, là cái yếu tố để cần dùng để trang trí trang trí làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho trang phục, như là đường kẻ, đường cong, nơ, ren, vân vân. Số 4. Cái yếu tố nào dưới đây dùng để trang trí làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho trang phục? A. Chất liệu. B. Kiểu dáng. C. Màu sắc. D. Đường nét, họa tiết. Và đáp án sẽ là câu D. Nhờ đường nét và họa tiết được dùng để trang trí làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho trang phục. Câu số 5. Chất liệu để may trang phục có sự khác biệt về những yếu tố nào? A. Độ nhào, độ dày, mỏng, kiểu may. B. Độ bền, độ dày, mỏng, độ nhào, độ thấm hút mồ hôi. C. Độ thấm hút, độ bền, độ nhào, kiểu may. D. Độ bền, độ dày, mỏng, độ nhào, kiểu may. Và đáp án sẽ là câu B. Nhiều chất liệu để may trang phục có sự khác biệt về những yếu tố như là độ bền, độ dày, mỏng, độ nhào, độ thấm hút mồ hôi. Chương 1 khám phá. Nhiều quan sát hai bộ trang phục hình 7.5 và chỉ ra sự khác nhau về kiểu dáng, màu sắc, đường nét của họa tiết. Các em hãy quan sát hai bộ trang phục này và để lại bình luận ở bên dưới video. Phần thứ tư là một số loại vải thường dùng trong may mặc trang phục. Như dựa vào nguồn gốc sợi vải, vải được chia thành 3 loại chính. Loại thứ nhất là vải sợi thiên nhiên, được dệt từ các loại sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên như là sợi bông, sợi cơ tông, sợi tơ tằm, sợi len. Trong đó vải sợi bông với sợi tơ tằm có độ hũn cao, mạch thoáng mát nhưng dễ bị nhào. Vải len có khả năng giữ nhiệt tốt. Loại thứ hai là vải sợi hóa học. Vải sợi hóa học gồm có là vải sợi nhân tạo và sợi tổng hợp.
Với sợi sáng tạo được dệt bằng các loại sợi có nguồn gốc từ gỗ tri nứa như sợi bico, sợi acetat. Loại vải này có độ hút ẩm cao, mạch thoáng mát, ít nhào. Với sợi tổng hợp được dệt bằng các loại sợi có nguồn gốc từ than đá, dầu mỏ như sợi ni lông, sợi polyester. Loại vải này bền, đẹp, chặt nhanh khô, không bị nhào nhưng có độ hút ẩm thấp, mạch không thông thoáng. Loại vải thứ ba là vải sợi pha, được dệt bằng các loại sợi có sự kết hợp của hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau. Vải sợi pha được có ưu điểm của các loại sợi thành phần, ví dụ như vải sợi pha được dệt từ sợi bông, vải sợi polyester có độ bền, ít nhào, mạch thông mát. Nội dung thông tin thời nhãn quần áo, cung cấp cho những người tiêu dùng những thông tin về sản phẩm, thương hiệu, kích cỡ, chất liệu, bảo quản và cách giặt. Như là đây là một cái nhãn nhãn quần áo, trên đây có rất nhiều thông tin về sản phẩm như thương hiệu này, kích cỡ này, chất liệu này, cách bảo quản này và cách giặt. Đây là bảo quản, cách bảo quản giấy tờ, thông tin về địa chỉ, điện thoại, rồi cái thành phần, kích cỡ, vân vân. Rồi 6. Đọc cái nhãn quần áo ở trong bảng 7.2 và cho biết trang phục đó làm từ loại vải nào, nêu ưu và nhược điểm của loại vải đó. Thứ nhất là cái nhãn quần áo gồm có 100% cotton. Loại vải thứ hai là 100% vico. Loại thứ ba là 50% là polyester và 50% cotton. Đây thuộc loại vải nào và có ưu nhược điểm gì? Như vải có 100% vico, đó là vải sợi thiên nhiên. Có đặc điểm là độ ẩm cao, mạch thoáng mát nhưng dễ bị nhào. Loại thứ hai là 100% cotton. Đây là vải sợi nhân tạo. Đặc điểm là độ ẩm cao, mạch thoáng mát, ít nhào. Loại vải có 50% polyester và 50% cotton. Đây là vải sợi pha. Ưu nhược điểm đó là đẹp, bền, ít nhào, mạch thoáng mát. Chương 1, kết nối năng lực. Kết nối năng lực, hãy đọc những nhãn quần áo trong hình 7.6 và cho biết trang phục đó được làm từ những loại trang phục, những loại vải nào. Trong ba loại vải này, em thích chọn loại vải nào hơn, vì sao? Nghe thứ nhất, đó là vải được tạo từ 100% polyester. Hình B là 80% cotton và 20% polyester. Hình C là 100% cotton. Các em hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Câu số 8, em thích mặc trang phục của mình được may mặc từ những loại vải nào, vì sao? Và em thích nhất là bọn chọn bộ trang phục được may từ những loại vải nào, và hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Chương 1, kết nối nghề nghiệp. Nhưng nghề lụa, đó là một nghề rất lâu đời ở Việt Nam. Với những làng nghề truyền thống như làng lụa Vạn Phúc ở Hà Nội, Bảo Lộc ở Lâm Đồng, Mã Châu Vân Nam, Tân Châu ở An Giang, Nha Xá ở Hà Nam, vân vân. Đây là vừa là nơi sản xuất ra các sản phẩm lụa nổi tiếng, vừa là các điểm tham quan du lịch văn hóa đặc sắc. Chương 1, vận dụng. Vận dụng thứ nhất là hãy kể tên các một số loại trang phục thường mặc của em và tìm hiểu loại vải để may các loại trang phục đó. Với thời tiết mùa hè, em hãy chọn quần áo làm từ cái loại vải nào. Vận dụng thứ hai là tìm hiểu các loại vải thường dùng để may trang phục truyền thống đặc trưng cho dân tộc của em hoặc là nơi em đang sống. Hãy trả lời câu hỏi này, hai câu hỏi này bằng cách là để lại bình luận ở bên dưới video. Và sau khi xem xong video này, các em có những góp ý hoặc đặt câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Và đừng quên bấm bấm đăng ký và bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới đăng tải, và bấm chia sẻ video này với bạn bè và để tăng cường phòng chống dịch COVID-19.
chúng ta nên thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Và chúng ta hãy chờ đón một video mới tiếp theo trong thời gian sắp tới. Và xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này. Và chúc các em có một ngày an lành, sức khỏe và học tốt. Bài giảng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo. Chào các em. Chúc các em học giỏi, sức khỏe và thành công. Xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.